Xin chào các bạn đến với kênh Tốt Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất có trong ngày. Lisa và Jisoo chính là hai thành viên chốt sổ chuỗi video teaser của singer How You Like That mà Blackpink sắp sửa phát hành. Và người hâm mộ thì chưa kịp tận hưởng nhan sắc cũng như là những cảnh quay độc đáo của hai thành viên mà đã phải bức xúc với YG. Vì không hiểu xui xẻo như thế nào mà Jisoo lại một lần nữa trở thành nạn nhân của sự tắc trách của công ty. Đến ngày hôm nay thì người hâm mộ mới nhận ra teaser của Blackpink chia ra hai concept rõ rệt và được các cô nàng chia nhóm nhỏ đảm nhận. Tuy nhiên cũng có một vấn đề gây tranh cãi trong teaser cuối. Sáng ngày hôm nay 19 tháng 6 thì Blackpink tiếp tục nhá hàng teaser video của Lisa và Jisoo. Đúng như mong đợi của người hâm mộ, Lisa xuất hiện trong tạo hình tóc đen không thể ngầu hơn. Hai cô nàng này xuất hiện trong tạo hình khá ngầu cùng một visual đỉnh cao. Nếu như ai đã từng muốn ngắm trọn bộ trang phục của Lisa vào ngày tung ảnh teaser How You Like That thì hôm nay đã có thể mãn nhãn trước thần thái này. Bấm quyên môi, khuyên mắt và toàn sắc thái đen từ trang phục đến lối trang điểm như biến Lisa thành một người khác. Còn riêng đối với Jisoo, nữ idol không hề thua kém khi khoe trọn nhan sắc nổi bật trong teaser video mới. Jisoo vừa trải qua những lùm xùm bất công vào ngày hôm qua khi mà YG sắp xếp hình ảnh các cô nàng Blackpink có điểm không hợp lý, khiến nhiều người hiểu lầm nhóm nhạc nữ này chỉ có 3 thành viên. Rút kinh nghiệm từ hôm qua thì YG đã sắp xếp video hợp lý cũng như là fan Blackpink đã có sự chuẩn bị để ủng hộ idol, chứ không cãi trước tiếng sau để bỏ bê những người ra mắt teaser như trước. Tuy nhiên thì một vấn đề vấp phải tranh cãi tiếp theo đó là teaser video của Jisoo đăng tải cùng lúc với Lisa khoảng 40 phút sau đó thì bị xóa và up lên một video hoàn toàn tương tự, khiến người hâm mộ một lần nữa xôn xao. Video teaser của Lisa và Jisoo vốn được đăng vào lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam, thế nhưng gần một tiếng sau khi ra mắt thì nhân lúc fan đang mải mê chìm đắm trong nhan sắc của thần tượng, thì YG bất ngờ xóa video của Jisoo trên Twitter và Instagram rồi lẳng lặng đăng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó thì video của Lisa vẫn được giữ nguyên. Trước lúc bị xóa thì video của Jisoo trên Twitter đã có tới 121.000 lượt thích, được retweet hơn 94,7.000 lần và hứa hẹn sẽ còn tăng nữa. Thế nhưng đoạn teaser mới của nàng visual xinh đẹp mà YG đăng tải tới giờ mới đạt hơn 79.000 lượt like và 52,3.000 lượt retweet, tính từ 40 phút sau lúc được đăng lại. Còn lại thì Instagram video này đạt 53,839.000 view, kém xa so với lượt xem teaser của Lisa là hơn 126.000 view. Việc YG xóa đi rồi đăng lại video của Jisoo khiến các fan vô cùng phẫn nộ. Video này làm ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của nữ idol. Họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để cài lại lượng view hay là lượt like như cũ. Chưa kể nan fan thì sẽ chỉ nhấn thích hoặc xem một lần, thậm chí không biết video của cô đã được đăng lại. Do đó, lượt tiếp cận của Jisoo nhiều khả năng sẽ lép vế so với đồng đội. Chỉ so sánh với Lisa, người cùng lên sóng với Jisoo trong hôm nay là thấy sự khác biệt khi teaser của em út Blackpink trên Twitter đã vượt con số là hơn 131.000 lượt retweet và 164,7.000 lượt like. May mắn là lượt view của nữ idol vẫn được giữ nguyên. Được biết thì YG xóa video teaser của Jisoo rồi đăng lại để đổi thumbnail, thế nhưng điều này vẫn không làm người hâm mộ của chị cả Blackpink nguôi giận. Họ cho rằng thumbnail cũ hoàn toàn ổn và nếu có vấn đề gì thì YG lại một lần nữa thể hiện sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp khi sai sót này hoàn toàn có thể tránh được nếu công ty kiểm tra cẩn thận hơn trước khi đăng tải video. Chéo ngoe ở chỗ là không hiểu vì lý do gì mà Jisoo 5 lần 7 lượt trở thành nạn nhân của sự cẩu thả tắc trách của YG. Chỉ mới hôm qua thôi thì Blink còn nổi trận lôi đình vì công ty bỏ quên Jisoo, không đăng ảnh cô trên Instagram chính thức. Sau khi bị fan phản ánh thì YG lại chơi chiêu âm thầm xóa hết ảnh, đăng lại từ đầu. Cứ tưởng YG đã rút kinh nghiệm nhưng sai sót mới nhất này lại khiến người hâm mộ thêm một lần thất vọng về sự chuyên nghiệp của công ty, cũng như cách họ đối xử với gà đẻ trứng vàng của mình. Bạn có đánh giá như thế nào về sự việc trên đây và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.